vẫn hai chú chó thôi. Sáng mỗi sáng ăn mấy ngàn xôi. Con tên gì chị? Ben. Con Ben hả? Con vàng tên Ben, còn con đen tên Đích. Con đặt tên Ben, con đen tên Đích. Hai con tên đầy đủ nó là Benedict. Benedict to rồi. Benedict con bố bác. Trời ơi. Con dài, con đường dây, con dòng họ Đức Đức à? Làm sao làm chức công nhân được. Đó. Còn mấy con này như... Tại vì sao? Người anh Benedict Cumberbatch á, Dr. Strange á. Dr. Strange luôn. Đây là đặt tên chó nên nổi. Con này có làm giấy khai sinh cho nó không chị? Không, trời ơi. Mấy này nè. Có sức sản gì đó. Anh giảm hết rồi. Anh giảm hết rồi hả? Rồi, sản ăn xôi nè, mỗi đứa hộp xôi. Nó nhìn cô Mai để nó xin phát của thủy cho nó hả? Chẳng nào cũng đi tìm cô Mai á nè. Cô Mai cắm đúng nè, coi nè. Đó, cô Mai nè. Đó, đó. Để lấy đồ ăn cho con nha. Để xíu. Con này nè, nó nhìn nè. Con này nhìn không? Con này nhìn không? Mê nè, coi nè, huấn luyện nó nè. Bạn ướt nó có ăn không? Không cho rồi. Đầu tư cái này gọi là đầu tư. Từ chia đâu ra? Chia cái mặt cho hai chó nè. À, hơi thở. Con thấy ăn kìa. Ăn hộp xôi xong rồi ăn một hộp ớt nữa. Để lấy ngồi cũng ăn à. Cháu ăn ớt đi đau bụng sao? Ôi, nhảy xuống kia. Ôi, nhảy bên đây. Hết dành ăn luôn. Ăn con rồi con. Con này á. Trời ơi, cái bụng cũng khỏe kìa. Đạp sát xuống đất luôn. Hai con này mấy năm rồi chị? Tại 3 năm, bên 4 năm. 1 tuổi rồi. Cái này là 3 tuổi. 3 tuổi, 1 tuổi. Nghe rồi. Đấy. Đấy. Cái ăn có tiền con. Trời ơi, lông mượt luôn rồi. Giống này giống gì chị? Lạp sữa. Lạp sữa. Tên nước ngoài là gì? Bassin. Bassin. Ồ. Quên trung tâm Bassin rồi luôn. Sáng nào thấy nó sáng rồi. Ồ, nó khô lắm không mà mày ướt đâu. À, nhưng mà mày xé nhỏ. Để hả? Sáng như chó rồi. Sướng như chó rồi. Sáng. Bắt tay rồi nghe ai, bắt tay. Mấy bắt tay hả? Trời ơi. Chó nhẹ là biết ngồi giống là bắt tay gì kia. Để làm biết tập đó. Tập cho nó, mấy này. Nè. Chào đít. Đít, đít, đít bị thiến rồi hả? Bữa em quay đoạn ngắn em bảo nó lên TikTok mấy đứa con nít nó thích chó đúng không ạ? Sáng nay rồi. Hôm nay nhịn ăn cơm no đi về nha. Rồi anh nói đi về. Anh đâu đi chụp nữa hả? Trời ơi. Vậy thấy công viên chạy bộ hả? Rồi giờ bắt đầu đi ra bờ kinh chạy bộ nữa. Rồi bye bye đi Ben này. Rồi lên xe đi con. Rồi nó vẫn còn nhìn cô Mai, lên xe đi con. Đi về kìa. Đâu có cần má đâu má. Đi về. Cô Mai cho anh phải cha luôn. Rồi. Đi ăn nước mắm con vô kìa. Ghê hả? Đó đó, đó của chị đang ăn á mà chị nó lỡ quá chị không biết. Lỡ nó chả vô ăn. Đây nè nè, nó xe nó xe, ăn no rồi. No đi về kìa. Về đi. Về đi. Đây má quá. Má đã dành đồ ăn cho. Thank you.
không chịu lên. Đó. Nó lên xe là nó vẫn nhìn hướng về cái hồi xôi của ông Mai. Nó cứ nhìn cái đó ghê chứ còn nhìn kìa. Ngày mai coi nó ăn xôi tiếp nghe.